Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh xe đạp Hải Phòng của trang web xe đạp Hải Phòng.com. Trong những video trước thì mình đã trong cái series video mà tại sao xe đạp lại có những cái xe rẻ thế, có xe đắt thế, thì mình đã có những hai video mà giúp các bạn phân biệt những cái bộ chuyển động của xe mountain bike là xe leo núi, xe thể thao địa hình, và hai là xe đua, xe road của các vận động viên chuyên nghiệp, xe tay khòm, tay cong đó. Thì của Shimano, thông dụng của Shimano để các cái phân biệt các cái bộ chuyển động thứ hạng từ cơ thấp cho đến cao. Thì trong video này mình tiếp tục hướng dẫn các bạn phân biệt tại sao chiếc xe có những xe xe này 3 4 triệu, có những xe hàng chục triệu, thì nó ở cái khung nữa, cái vật liệu chế tạo khung. Thì sau đây để mình xin trình bày với các bạn, đó là đầu tiên đó là khung phổ thông và cái khung thời xưa, đó là khung xe đạp bằng sắt thép. Khung xe đạp bằng sắt thép thì thông thường nhé, thông thường chứ không phải là tất cả, thì sẽ là rẻ, bởi vì là cái vật liệu nó sắt thì nó nặng này, nó nặng đạp, nó sẽ cái xe chiếc trọng gây cho trọng lượng cái chiếc xe đạp của mình nó không được nhẹ. Cái thứ hai, nó hay bị han gỉ khi mà không có xước sơn, khi mà va chạm xước sơn sẽ bị han gỉ. Và cái thứ ba thì nó là công nghệ cũ rồi. Thế còn với một số cái hãng mà khung xe đạp thép mới thì nó người ta làm rất là đẹp, cực kỳ cao cấp, thì nó đắt. Thì cái đấy mình không nói, nhưng mà thông thường thì thường là sẽ là đây, ví dụ như cái khung này rất là đắt các bạn, khung Sully. Sully này là khung touring đây, khung touring mà giáp bánh 26, thì khung này không hề rẻ. Nhưng mà thông thường các cái xe, ví dụ xe rẻ tiền 1 triệu mấy, 2 triệu mấy, thì đều làm bằng khung xe đạp bằng sắt. Thế thì còn cái cách phân biệt là xe đạp khung bằng sắt với lại khung bằng nhôm với các cái khung bằng carbon thì như nào, thì đơn giản, rất đơn giản, đó là các bạn lấy cái nam châm, các bạn lấy cái nam châm mà hít cho dính đặt vào khung, mà nếu mà nó hút thì đương nhiên là nó là khung sắt, và không hút thì nó là một vật liệu khác, có thể nhôm, có thể carbon, thì mình sẽ phân biệt tiếp theo ở phần sau đây, từ phần tới đây của video đấy. Còn là mình cứ cho đặt vào khung, mà nam châm đặt vào khung mà nó hút thì đương nhiên nó là sắt rồi, và những cái mối hàn nó nhỏ. Thì ở trong kênh của mình cũng đã làm một cái video mà phân biệt khung sắt và khung nhôm. Các bạn hãy tìm trong kênh của mình, tìm trong kênh của mình nào, với từ khóa là phân biệt khung khung thì sẽ ra đó. Mình đã có cái video này này, các bạn xem lại nhé. Đấy, là khung sắt là rẻ nhất, thấp nhất, thông thường là như vậy, còn không phải là tất cả, có những cái khung sắt thì rất là đắt, khung thép cực đắt luôn. Đây, như thế này đắt lắm, Sully đắt, cao cấp mà. Rồi tiếp theo đó là khung xe đạp bằng nhôm. Khung xe đạp bằng nhôm thì đương nhiên là mối hàn to, và các bạn muốn phân biệt thì cũng vào trong ấy của mình, kênh của mình, và tìm cái video phân biệt khung sắt khung nhôm. Khung xe đạp bằng nhôm, đây, đây là một khung xe đạp bằng nhôm. Cái nhôm thì nó sẽ có mối hàn to, mối hàn nó to này, cầm nó nhẹ và nó sẽ không bị han, và giúp cho cái trọng lượng chiếc xe nó nhẹ đi. Đấy, và đương nhiên là giá thành của nhôm thì nó phải đắt hơn sắt rồi, nên là một chiếc xe bằng nhôm thì nó sẽ tầm khoảng dưới 10 triệu, hoặc ít ít một ít xe thì có thể trên 10 triệu, nhưng mà ít nhất là không thể dưới 3 triệu được, là chiếc xe bằng nhôm không thể dưới 3 triệu được nếu không bằng nhôm, bởi vì nhôm thì nó nhẹ hơn và nó chế tạo nó khó hơn. Đó. Và tiếp theo đó là cái một cái cao cấp nữa là khung xe đạp bằng carbon. Thì cái nhận biết của khung xe đạp bằng carbon này nó rất là nhẹ nữa các bạn, gõ vào thì nó có bộp bộp, nó là nhựa carbon, nó được đúc bằng nhựa composite, là liên kết với các cái sợi carbon, carbon để mà gia cố, và nó trọng lượng là rất là nhẹ. Nhưng mà cái độ chịu lực thì nó không, theo mình nghĩ thì nó không tốt bằng khung nhôm đâu, với khung thép.
thế nhưng mà nó sẽ sử dụng cho những cái xe đua không cần địa hình đồi núi nhiều, nhưng mà thiên về trọng lượng nhẹ. Tiếp theo cao cấp nhất đó là khung xe đạp bằng titan. Khung titan thì đó là vật liệu chế tạo máy bay, nó là nhẹ hơn nhôm. Đấy, nhẹ hơn nhôm, nhẹ hơn cả nhôm luôn, nhưng mà cứng hơn cả carbon. Đấy, tức là rất là ưu việt. Khung titan thì cực kỳ ưu việt mà rất là đắt. Thì đây là chùm cuối của xe đạp, mà khung titan thì thôi khỏi bàn đi. Không, mình nghĩ là khung titan là tuyệt vời nhất, nhưng mà rất đắt, đắt 8 ngàn. Titan quá đắt luôn. Đây, như các bài báo này, 93 triệu đồng cho một chiếc xe đạp các bạn, dã man đắt. Nên là đấy là một cái vấn đề mà chúng ta khó có thể sở hữu được một cái chiếc xe khung titan. Carbon cũng khó rồi, bởi vì nếu carbon các bạn phải dùng carbon chính hãng, nhưng nếu carbon mà fake của Trung Quốc thì thôi, theo mình cứ dùng cái nhôm cho nó lành, chứ không thì đây là những cái mối hàn nhôm nó to như này. Còn nếu mà carbon mà fake của Trung Quốc thì đi mà gặp mà các cái ổ gà các thứ là dễ bẻ khung, gãy rôi khung làm đôi, và cái chạy tầm khoảng 35-40 km là sẽ gây cực kỳ nguy hiểm cho người, rồi người đạp có thể gây chấn thương, thậm chí có thể là mất mạng. Và do cái chiếc khung mà sườn nó không phải là hàng chính hãng và là sườn đẻo. Đấy, đây là cái đặc biệt điểm mà nhận biết của khung carbon, nó không có mối hàn và những cái chỗ giáp lối nó rất là to, và cầm nó cực kỳ là nhẹ. Đây là khung carbon. Đây, khung carbon. Đây là khung nhôm. Khung nhôm thì mối hàn nó to, thường là như vậy. Mối hàn nó rất là to, to xù gồ lên. Đó. Còn đây là khung carbon. Khung carbon thì không có mối hàn và những cái mối lối nó cứ to gồ lên, thì là khung carbon. Khung titan nó nhỏ, nó nhẹ, nó như khung nhôm. Nhưng mà cái độ ánh của nó thường là người ta để mập và để người ta khoe cái độ titan, thì típ nó sẽ nhỏ hơn và trông nó na ná như khung sắt, nhưng mà trọng lượng nó cực nhẹ. Trông nó giống khung sắt nhưng mà trọng lượng nó cực nhẹ luôn. Thì đó là titan. Như vậy thì còn một khung nữa, đó là khung xe đạp bằng tre. Khung xe này thì cũng khá là đắt, bởi vì nó theo trào lưu nước ngoài, một số người nước ngoài thích đồ thủ công handmade. Thì khung này để về vật liệu thì nó bằng tre thì nó chẳng có gì cả, nó đắt ở cái là ở cái công chế tạo mà thôi, cái công chế tạo trước lên chiếc xe mà thôi. Thì cái này thì mang tính chất là lưu niệm với đồ trưng bày thôi, chứ còn không có mang tính chất là chuyên nghiệp thể thao lắm. Thì hầu như là chỉ có bốn cái vật liệu khung chính, và nếu mà để bình dân thì chỉ có nhựa sắt và nhôm thôi. Carbon và titan thì là được hàng cao cấp. Như vậy là mình đã trình bày với các bạn 5 vật liệu để mà làm cái khung xe đạp. Nếu mà các bạn mà quan tâm đến xe đạp thể thao, xe đạp và các loại, thì các bạn hãy ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Bên cạnh đăng ký, các bạn ấn cái chuông này để mà các bạn, những cái người mà được YouTube ưu tiên hiển thị đầu tiên những cái video mà mình đăng lên. Mình hiện tại là hoàn toàn tắt hết những cái quảng cáo ở YouTube trên cái video này, để mà không làm phiền các bạn trải nghiệm video. Nên là mong các bạn hãy ấn like video để ủng hộ mình làm những video tiếp theo. Và nhớ đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau. Cảm ơn các bạn.